Phản ứng của Nam Em ra sao khi bất ngờ làm lộ mặt mộc trên sóng livestream? Nam Em đã khiến dân tình bật cười vì phản ứng của mình khi lỡ lộ mặt mộc trên sóng livestream. Mới đây, Nam Em lại tiếp tục thu hút sự chú ý của cư dân mạng với màn livestream bất ổn. Cụ thể, trong clip này, nàng Hoa Khôi bất ngờ để lộ khoảnh khắc hốt hoảng né tránh khi đang livestream trò chuyện với cư dân mạng. Nguyên do là cô đã để lộ rõ mặt mộc không son phấn do mất filter làm đẹp gương mặt một cách bất ngờ. Nam em hốt hoảng né ống kính khi phát hiện mình lộ mặt mộc, mất áp rồi. Trời ơi hết hồn, nhìn như mấy bà ngoại 80 vậy á. Sau đó, cô phải dùng tay chỉnh lại áp và sau đó mới dám đưa mặt lên sóng. Điều này. Trước đó, nam em từng than thở về nhan sắc xuống cấp của mình, đúng là mắt hồi xưa đẹp, nhắc tới buồn nhưng biết sao giờ, đâu thay đổi được nữa. Ngày xưa sợ xấu nhưng bây giờ hết sợ rồi nên cảm thấy đỡ buồn. Ngày xưa với gương mặt này là trầm cảm, chịu không nổi đâu. Từ lúc tôi sửa mắt bị hư, tôi thể không bao giờ đụng tới dao kéo nữa. Tôi bắt đầu cảm nhận được tác hại nó ghê quá nên chấp nhận xấu. Mở góc mắt to quá, mí lỗi nặng nhất. Nam em được biết đến là Hoa Khôi Đồng Bằng Sông Cửu Long 2015. Cô tham gia nhiều sân chơi sắc đẹp khác như Hoa Hậu Trái Đất 2016, Hoa Hậu Thế Giới Việt Nam 2022.